Xin chào các bạn đã quay trở lại với Di Động Việt. Các cụ đã có câu ngư ông đắc lợi. Thừa nước đục thả câu. Đấy. Câu chuyện này mình nói ra bởi vì là Samsung đang hưởng lợi nhất sau cú ngã của Huawei. Có thực là như vậy không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé. Đầu tiên chúng ta phải nói tới tham vọng của Huawei để đánh bại Samsung và trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới đã hoàn toàn sụp đổ khi mà Google dừng cấp phép sử dụng hệ điều hành Android, đồng thời Intel và Qualcomm cũng chấm dứt hợp đồng cung ứng linh kiện cho Huawei. Nhiều nhận định cho rằng là khó khăn của Huawei vô tình lại là lợi ích rất lớn đối với Samsung nếu như người dùng quay lưng với smartphone Huawei do không còn được Android hỗ trợ nữa. Tại sao lại có thể đưa ra cái nhận định như vậy? Quá rõ ràng đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải nói tới một số dẫn chứng. Trong quý 1 năm 2019 thì doanh số smartphone của Huawei tăng 50,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó thì doanh số smartphone của Samsung giảm 8,1% và doanh số iPhone của Apple giảm 30,2%. Đó là khi smartphone của Huawei vẫn chưa được phép bán tại thị trường Mỹ đấy nhá. Rõ ràng là Huawei đang tiến rất nhanh, tăng tiến đúng không ạ? Trên con đường lật đổ ngôi vị số 1 của Samsung cũng như là tuyên bố cách đây nửa năm của chính công ty Trung Quốc này. Thế nhưng mà Huawei bỗng nhiên lại vấp phải một cái chướng ngại vật quá lớn có thể khiến cho đoàn tàu này chật bánh. Rõ ràng là Samsung chính là người được hưởng lợi khi mà không cần phải làm gì cũng có thể cản bước được cái tiến độ của đối thủ đang cạnh tranh rất là lớn như thế này. Không chỉ là vấn đề cạnh tranh trực tiếp mà trên phương diện là công nghệ, Huawei cũng sẽ bị thụt lùi so với Samsung. Huawei đang dự kiến sẽ phát hành chiếc smartphone màn hình gập Mate X vào tháng 6 tới đây, tức là sẽ sớm hơn Galaxy Fold của Samsung. Nhưng mà với việc Google ngừng hợp tác và cấp phép phần mềm ấy, thì chiếc smartphone màn hình gập của Huawei cũng sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Phiên bản hệ điều hành tiếp theo của Google sẽ là Android 10 Q, có tính năng hỗ trợ smartphone màn hình gập bằng cách là chuyển đổi giao diện của ứng dụng từ màn hình dọc sang màn hình ngang khi mở ra. Nhưng mà Huawei sẽ không thể sử dụng Android 10 Q trên Mate X nữa. Vì thế, ngày phát hành của chiếc smartphone màn hình gập này có thể sẽ bị hoãn lại đấy. Có thể thôi. Mặc dù Huawei vẫn có thể sử dụng các phiên bản Android mã nguồn mở, tuy nhiên thì sẽ khiến cho thiết bị Huawei được cập nhật chậm hơn so với đối thủ nhiều tháng trời. Trong khi đó thì các nhà sản xuất là đối tác của Google đã có lợi thế rất lớn khi nhận được các bản cập nhật Android mới sớm nhất và tùy chỉnh để tương thích với thiết bị của mình. Samsung cũng chính là một trong những đối tác được cập nhật mới phiên bản Android rất là nhanh. Sau khi Google báo cáo dừng cấp phép sử dụng Android của Huawei, giá cổ phiếu Samsung đã tăng mạnh 4%. Các nhà đầu tư đặt niềm tin vào khó khăn của Huawei sẽ mang lại lợi ích cho Samsung. Các nhà phân tích cho rằng lệnh cấm của chính phủ Mỹ sẽ khiến việc kinh doanh smartphone của Huawei bên ngoài Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Nhờ đó thì Samsung sẽ có cơ hội để củng cố vị thế của mình tại các thị trường quan trọng như là châu Âu chẳng hạn. Mặc dù Huawei đã có sẵn những cái phương án dự phòng với hệ điều hành riêng của mình, tuy nhiên thì sẽ rất là khó để cái hệ điều hành Huawei có thể so sánh được với Android, hoặc cũng phải mất một thời gian nhiều năm nữa. Vậy nên là Samsung chính là một công ty ngồi không tự nhiên được hưởng lợi, nhất là vào cái lúc này đây. Anh em nghĩ sao? Kiểu như là đang ngồi chơi tự nhiên có một cục tiền đập vào mặt ấy. Dĩ nhiên nó không quá rõ ràng như thế, nhưng mà Samsung đang kiểu như vậy đấy. Các bạn nghĩ sao về Samsung? Liệu rằng Huawei có cơ hội nào để quay trở lại đây hay không? Mình cũng chả biết. Cái này thì mình cứ đu theo trend thôi, mình cứ cái gì hay mình theo thôi, Samsung theo mình. Thôi bỏ đi. Nói chung là anh em nghĩ sao về câu chuyện này? Samsung có thực sự đang hưởng lợi hay không? Và cái việc cổ phiếu của họ tăng 4% có phải là một con số đáng mừng hay không? Và chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Một tháng nữa hay là một tuần nữa thôi, xem câu chuyện nó sẽ đi đến đâu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.